Em tên là Linh ạ. Thế bây giờ nhá, Linh này, bàn tay chúng ta bình thường có mấy ngón nhỉ? Có 5 ngón. 5 ngón chắc chắn không? Chắc chắn. Hai bàn tay có mấy ngón? Có 10 ngón. 10 đúng không? Bây giờ bạn thử đếm cho mình từ 10 xuống 1 nhá. 10 9 8 7 6 5 3 2 1 0. Có số 0 à? Thế một bàn tay có bao nhiêu ngón? Một bàn tay có bao nhiêu ngón? 5 ngón. 5 ngón này đếm. 1 2 3 5 6. 6. À, ngón tay có 6. Sao bàn tay có 6 ngón? Tay có 6 ngón nhá, tay kia có mấy ngón? Đếm này. 1 2 3 5 6. Bên 6 có 6 không? 12 à? Ơ, sao ở đây lại có 12 ngón? mình đố bạn một bài toán đi. 1 cộng 1 bằng mấy? 2. 2 cộng 2 bằng 5. Hai cộng hai bằng. Dùng cái cho bố mẹ còn đưa tiền nhiều quá. Năm. 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 Bạn học trường gì? Em học kinh tế quốc dân. Kinh tế quốc dân. Hai cộng hai bằng. Hai bằng năm. Đúng không? Một đáp án rất thuyết phục. Hai cộng hai bằng mấy? Nhưng mà 1, 2, 3, 5. Thế 2 cộng 3 bằng mấy? 5. 2 cộng 3 cũng bằng 5. Thì bây giờ 1, 2, 3, 5. Bạn mở mắt ra thì bạn nhớ được cái tên của bạn. Tuy nhiên tôi sẽ hoàn toàn vô hình trước mặt của bạn. Bạn sẽ không thể nào nhìn thấy được tôi. Bạn có thể nhìn thấy xuyên qua quần áo của tôi, xuyên qua cơ thể của tôi, nhưng bạn sẽ không thể nào nhìn thấy được tôi nhé. Tôi sẽ hoàn toàn vô hình trước mặt bạn. 3, 2, 1, tỉnh dậy. Bạn nhìn thấy tôi không? Không à. Bạn nhìn tôi không? Không à. Hỏi hỏi. Nhìn thấy không? Có. Anh ấy bị mất. Điên à? Bị mất xong thôi. Chương trình xong rồi, anh ấy biến mất rồi. Đúng không? Ê! Anh Hoàng cứ đứng im ở đây rồi ai đến giải. Điên à? Ảo quá. Tối, tối lại nhá. Đưa, đưa lại tối. Đi về thôi, xong đây rồi. Về, xong rồi. Ê! Anh Dương vừa có cái gì đó nó trả với em á. Này. Ê! Ê! Nó là đó mày nha. Bảo bạn đưa cái túi đấy. Cái túi đấy. Ô! Quên đi không? Ngày xưa đang được. Thầy cấp ơi. Để từ đây này, đây đây anh cầm cho. Bay này, bay vậy đó. Bay này. Ảo thuật đấy. Ảo thuật. Phổ biến đấy. Phê rồi. Anh mới học, anh mới dạy, anh vừa rồi anh. Nước tào lao đi. Đây anh chụp cho bay một lần nữa nha. Mày muốn đánh sao đâu. Ô, ô. Ê, sao bay được mày. Anh Tiến anh vừa dạy. Mà còn nhớ anh Tiến không? Có. Mà anh Tiến đâu? Không biết. Bảo nhìn sang bên cạnh có ai không? Nhìn em, nhìn xung quanh em thấy anh Tiến đâu không? Không. Nhưng mà anh Tiến mà có ở đây thật thì mai mất một chầu đầu đứa. Rồi à? Không, nhưng mà em không thấy thật mà. Anh ấy bảo để mai anh ấy giải cho, anh ấy vừa có công chuyện về rồi. Không. Và khi tôi vỗ tay tôi lại xuất hiện nhá. Ê, ê, nó là đó rồi nha. Và khi tôi vỗ tay tôi lại biến mất rồi. Em bảo cái anh vừa đứng đây đâu rồi. Anh này vừa về, mẹ vừa gọi anh về. Ok, tôi bảo bạn có hâm mộ ai không? Chelsea Wood. Gì cơ? Chelsea Wood. Chelsea Wood là ai? Charlie Wood. Charlie Wood. Charlie Wood đúng không? Và khi mà tôi chỉ vào ai người ấy sẽ chính là Charlie Wood nhé. Này. Ôi vãi. Ra ôm em gái. Ê, ê, tôi ngồi ở bên đây nhá. Chơi lên phút mọi người ơi. Ê.
Ê, từ từ. Anh bình tĩnh, em chưa bình tĩnh. Anh ý đến Việt Nam chỉ trong tối nay luôn, mai về rồi. Đây là cơ hội duy nhất. Nhưng mà làm sao mà anh ý nói được tiếng Việt à? Anh đã nói đâu? Vừa nói nó tay xong kìa. Anh xong. Anh biết là những việc này anh có việc người Mỹ thọ. Sao lại thế à? Người Mỹ đỉnh, Ôi giời. Bạn thử tỏ tình bạn đấy em. Anh đừng. Đừng anh đừng, không được như thế đâu. Không được. Mà ngoài Salibut ra bạn gặp ai nữa? Mẹ bạn sao? Em muốn gặp mẹ em tại vì nó rồi không nói chuyện với mẹ. Đây mẹ bạn đây này. Sao anh đi chơi buổi tối đi ngon buổi tối? Thì anh đi chơi chị Ly làm gì nữa? Thế đây ai? Thế là thân thương của em. Thế là thân thương của em. Thế đây ai? Đây là mẹ của em. Thế đây bố em luôn này. Tại sao con đi chơi với Giang? Con đi chơi với anh chị mà. Anh chị đâu? Anh cùng đâu? Anh cùng đâu? Anh chị vừa ở đây sao? Mình con ở đây. Anh cùng đâu? Con gửi video cho mẹ nó ơi. Mẹ sẽ cấm túc, sẽ thu tịch xe con rồi. Không. Mày về ngay cho bố. Không. Về sửa xe cho bố. Nó bảo là con đi chơi với anh chị. Nhưng mà anh chị đâu? Tại sao con đứng đây? Con còn quay video gửi cho mẹ này. Mày dối. Thật đâu? Thật, đùa thật đấy. Đây này. Đây này, anh chị này. Nhìn thấy chưa? Nhưng tại sao con lại ở đây? Thì con đi chơi với anh chị. Mẹ, nhưng mà anh chị đâu? Sao con biết được? Con lừa dối bố mẹ. Con chưa đi học về phụ bố mẹ sửa xe. Cái gì? Không, con ở trên đấy con đi làm. Bây giờ bác Thiên vừa gọi cho anh Cung rồi. Anh Cung không thấy đâu nữa. Con không biết. Và khi tôi vỗ tay mọi thứ bình thường nhé. Idol là ai? Dung Cúc Khi mà tôi chỉ vào ai người sẽ là Dung Cúc nhé. Ê! Không thể nào! Không! Không đâu! Tôi chỉ vào ai người sẽ là Vi nhá này. Ê! Không thể nào mà như thế được! Sao lại không thể nào như thế được? Cái điều đấy đối với em nó gần như là không thể xảy ra. Are you my friend? Are you my friend? Trở lại ông thần tượng đi. Ê, không dám nữa nha. Không dám. Sick head. Anh chụp cho tấm ảnh nhá. Vâng. Anh khoác vai ra đi. Ê, đừng có vai em. Đừng có vai em. Rồi, ok nhá, chúc bạn nhá. Ok nhá, cảm ơn Dung Cúc nhá. Ai nhở? Vi, cảm ơn Vi nhá. Cho em cái này, cái gì? Thích cả Kim Dung Súc. Khi mà tôi chỉ bảo hai người là Kim Dung Súc nhá.